Hello, xin chào anh chị nha. Em tên là An. Em đang có mặt tại khu tái định cư của khu công nghiệp Gia Long anh chị. Nằm đối diện khu công nghiệp luôn. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị là một miếng đất nằm trên đường số 3 nè. Khu tái định cư mình có 4 đường anh chị. Đó, đất nằm trên đường số 3, thổ cư 100% luôn nha anh chị. Đó. Có diện tích là 120 mét vuông. Mình ngang năm hết anh chị. Dạ. Giá bán là 1 tỷ 100 triệu. Sổ sẵn hết giấy tờ hợp lệ chính chủ. Gần các tiện ích luôn anh chị, trường học, ủy ban, chợ. Anh chị nào mình mua về mình kinh doanh, nhà trọ, nhà nghỉ hoặc là mình mở quán ăn nữa anh chị, rất là tiện luôn nha. Gần cái ngã tư luôn nè, cách ngã tư này nè. Hướng này là mình đi phía sau lưng em anh chị là có một trường tiểu học á, mình đi ra chợ Quế Sơn được luôn. Dạ, cách thành phố Bến Tre là 10 cây số. Để em quay chi tiết cho anh chị mình xem nha. Dạ anh chị ơi, đất mình nằm kế căn nhà lầu đó đó. Mình ngang năm. Đây, chỗ này nãy em nói với anh chị góc ngã tư nè. Dạ. Hướng này là khu nghiệp Gia Long nè anh chị. Dạ anh chị thấy không? Thấy xe chạy không? Đó, đó là quốc lộ 57B. Lúc trước là tỉnh lộ 883 anh chị. Khu này rất là an ninh luôn. Tối có đèn đường nè anh chị. Đèn đường không? Chạy dài tới bên kia luôn. Bên kia có công viên nữa anh chị. Đường số 3 nha anh chị. Đường số 3, khu tái định cư của khu công nghiệp Gia Long. 120 mét vuông. Thổ cư 100% hết. Anh chị xây nhà thoải mái. Giá bán là 1 tỷ 100 triệu anh chị ơi. Chỉ 1 tỷ 100 triệu thôi là anh chị sở hữu được nền diện tích rất là rộng luôn, thổ cư full hết. Đây là hình sổ nè, em cho anh chị mình xem nha. Dạ, thửa đất số 516 nè, tờ bản đồ số 24, địa chỉ là xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre anh chị. Diện tích 120 mét vuông nè. Hình thức là sử dụng riêng, loại đất là đất ở tại nông thôn nha anh chị. Thời hạn lâu dài ha. Dạ. Còn đây sơ đồ sổ mình nè. Đất của mình là hướng hướng nam nha anh chị, quay ra đây nè. Ngang 5 và 24, thổ cư 100% hết anh chị ơi. Đây, vị trí đất mình nằm giữa hai căn nhà này nha anh chị. Rất là rộng luôn nha, ngang 5. Đất cao ráo, sạch sẽ hết anh chị. Có cây trứng cá nè. Cao ráo lắm anh chị ơi. Dạ. Vuông vức hết. Đất thì không có gì để quay, em quay vòng vòng những tiện ích cho anh chị mình xem nha. Khu này nhà dân đông lắm anh chị ơi, hàng quán kinh doanh sung túc lắm. Đó có quán cà phê nè anh chị, quán cà phê, quán ăn nè. Em chạy một vòng cho anh chị mình xem những tiện ích xung quanh này ha. Dạ. Chỉ 1 tỷ 100 triệu thôi anh chị ơi. Mình đi thôi anh chị ơi. Đây, đất nằm của mình nằm trên mặt tiền đường này nha anh chị. Đường rất là rộng luôn, vỉa hè là rộng 5 mét luôn á. Anh chị thấy nhà nè. Nhà dân. Quán xá nè anh chị. Rất là đông luôn.
Phía trước mình là công viên nha anh chị. Đó, đường số 3. Đó, trước mặt anh chị là khu công nghiệp Gia Long anh chị. Cũng là cổng ga luôn á. Đây là đường số 2. Đó, anh chị thấy không? Đây đường số 1 nè anh chị. Đây là quốc lộ 57B. Bên đó là cổng ga khu công nghiệp Gia Long anh chị. Đường này là mình vô chợ Lộc Sơn á. Đây có Bách Hóa Xanh nè, Việt Theo. Những thương hiệu nổi tiếng đều tập trung đây hết nha anh chị. FPT. Cái này mình đi thẳng ra ngã tư huyện Châu Thành đó anh chị, trạm thu phí cầu Gạch Miễu đó. Dạ. Đây có bán đồ cho vé nè, sữa tả đó, cây xăng, thế dây động nha anh chị. Từ bến xe miền Tây á, mà anh chị về đây là chỉ 89 cây số à. Anh chị xem video nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh nha anh chị. Gia Long mà tập trung là hơn 30.000 lao động anh chị. Thu nhập là từ trung bình là từ 7 triệu đến 15 triệu một tháng. Thu nhập rất là cao anh chị. Tập trung rất là nhiều nhà máy luôn. Em cũng xin dừng video tại đây nha anh chị. Mọi thắc mắc hoặc góp ý thì anh chị để lại một bình luận hoặc gọi trực tiếp với em qua số điện thoại là 0378 278 007 nha anh chị. Em sẽ cung cấp những thông tin mà anh chị cần. Dạ. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và ủng hộ em. Chào tạm biệt anh chị nha. Chúc anh chị nhiều sức khỏe.